Dự án đê biển Bình Minh 4 thì triển khai từ tháng 10 năm 2019. Đến thời điểm hiện tại thì công trình đã hoàn thành được khoảng 60% trên tổng khối lượng của dự án. Và quy mô dự án thì là về mặt cắt ngang thì là cao độ hoàn thiện là ở dương 5.6. Mặt đê sau khi hoàn thiện là 6.45. Đấy, và mái phía biển là có kè gia cố bằng các cái cục tấm lát gia cố chắn sóng biển. Công trường đang tổ chức 3 mũi thi công chính ở hai đầu tuyến và điểm giữa tuyến, thì là hai đầu tuyến là triển khai thi công phần xây đúc kè lát mái. Đấy, còn tại điểm giữa tuyến thì là thi công phần thân đê. Đấy, tổng cái lượng nhân công trên hiện trường thì là hiện tại giờ nó đang rơi vào bình quân là từ 150 đến 170 người trên hiện trường. Là nhà thầu đang cố gắng đẩy nhanh để hoàn thành trong năm 2022 này.